có dầm. Rồi thì hôm nay mình đi xem máy, chuyến đi này là cuối năm nha anh em. Mình nên đi xem chuyến này nữa là mình nghỉ tới mùng 6 Tết mình mới khai trương làm lại nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì chắc có lẽ qua mùng 6 Tết mới mua được nha. Cái gì shipper giờ ta cũng không có ship đồ nữa, anh em không nhận nữa rồi. Thì anh em có mua thì cũng không có ship mình đâu. Mùng 6 Tết bắt đầu nó mới khai trương, nó mới ship lại. Thì lúc đó anh em nào mua thì liên hệ cho mình sẽ ship nha. Quá dầm. Giáo bắt đầu luôn. Con này hơi ghê ha. Má kìa, còn dầm lớp dầm nó cứ mới mở cái bắp mà còn nhiêu là nguyên si chứ. Máy không hả? Thank you.
Cái vàng này công ty hết trơn luôn hết rồi. Nó bán cho mình hay là nó cho mình thôi? Vậy đó hả? Em cầm 5 7 chiếc cơ. Dữ hả? Tại vì em chủ yếu mướn về em kéo đất ấy. Ủa vậy sao kỳ đó mấy ông kia kêu bán ta? Công ty mà sao mà không kêu bán cho mình ta? Cái đấy không làm nó tại dưới em là chủ yếu cho thuê hình mấy cái hợp tác xã hay. Ừ. Nhưng hợp tác xã thì nó thuê. Mày không có điện anh không kêu bán. Vậy hả? Ừ. Mà mình thấy cái dòng máy này mới quá cũng không dám mua nó. Em sao đâu á, chẳng dám mua mới không là 300 mấy, hình như 4-5 triệu ấy. Ừ. Đặt thùng mới tinh hôm bữa đưa hình như là cái con máy này là ông đó ông kêu là ông nói kinh C cái gì á, dạ kinh C, ông nói ông mua ông xài không được kêu bán lại giùm 2 chiếc. Trong đó là con thứ này luôn hả? Ông nói là ông kinh xê, nhưng mà không biết máy ở đâu. Thì đâu có biết đâu. Ông nói mua ông bán lại. Hả? À? Y chang gì nè. Lợi ớt nè. Cả ngày mà không mua được gì anh em ơi, chỉ đi tham khảo xem coi thôi, thì chắc là tới đây mình ngân năm cũ mình gác qua anh em. Chúc anh em năm cũ bước sang năm mới tràn đầy hạnh phúc nha, làm ăn phát tài, làm đâu chúng đó nha anh em, máy móc là lúc nào cũng im nha, chạy nghiêm chỉnh ok luôn nha.